Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, việc hôn nhân là một trong ba việc lớn trọng đại của đời người. Vậy nên, việc chọn được người hôn phối hợp mệnh để đi đến cuộc hôn nhân bền vững, trăm năm hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn. Được sự trợ duyên của thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn làm thế nào để chọn được người vợ, người chồng phù hợp với mình, để có được một cuộc hôn nhân viên mãn, trăm năm hạnh phúc. Thưa quý vị, trong tử vi đầu số, cung sinh khí là một trong bốn hướng tốt theo quan điểm của bát trạch. Cung sinh khí thuộc sao tham lang, đây là một hướng tốt chủ về phúc lộc vẹn toàn. Chủ việc vượng tốt cho con người, có lợi cho con trai, có danh tiếng, sức sống dồi dào cho con người. Cung sinh khí sẽ mang tới điểm may mắn nếu tạo ra được tính nhất quán và sự đồng bộ giữa các phương vị trong không gian và quái mệnh. Cung sinh khí còn mang đến những điều tốt đẹp trong việc kết hợp giữa quái mệnh nữ giới và nam giới trong kết hôn. Chính vì vậy mà khi xây nhà và cưới hỏi, người ta hay chọn cung sinh khí. Vậy những cặp đôi nào khi lấy nhau thì được cung sinh khí? Theo tử vi đầu số, những cặp vợ chồng sau đây khi lấy nhau thì được cung sinh khí. Một, chồng cung đoài, vợ cung càn, thuộc sinh khí. Cuộc hôn nhân giữa hai người nam đoài, nữ càn vô cùng bền vững, tình cảm an hòa, tài lộc bền vững, công danh thăng tiến. Nếu theo nghiệp buôn bán thì tài lộc cực kỳ vượng phát, buôn bán vốn một lời hai, nhà cao cửa rộng, con cháu ngoan hiền, hiếu thảo. Chồng cung đoài, 1930 canh ngọ, 1939 kỷ mão, 1948 mậu tí, 1957 đinh dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Sát Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão. Vợ cung càn, 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Sát Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. 2. Chồng cung càn, vợ cung đoài thuộc sinh khí. Cặp đôi này nên duyên chồng vợ, thuận hòa, gia đạo êm ấm, chuyện đối nội đối ngoại đều chu toàn. Chồng cung càn mà lấy vợ cung đoài thì hạnh phúc bền lâu, vợ chồng có số phú quý. Đặc biệt, theo tử vi ngày nay.com, người vợ có hướng ích phu lợi tử, cuộc đời giàu sang phú quý hơn người. Chồng cung càn, 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Sát Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung đoài, 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. 3. Chồng cung cấn, vợ cung khôn thuộc sinh khí. Hai người này nên duyên như đôi loan phụ, phúc khí đủ đầy, tương lai sáng lạn. Hai vợ chồng nam cấn nữ khôn dễ phát về đường quan lộc, cũng hay có tài lộc bất ngờ, sự nghiệp thăng tiến, có quyền có chức, được nhiều người ngưỡng mộ. Chồng cung cấn, 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Sát Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ và 2010 Canh Dần. Vợ cung khôn, 1924 Sát Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và 2014 Sát Ngọ. 4. Chồng cung tốn, vợ cung khảm thuộc sinh khí. Hai người này có duyên tiền định, số kiếp, nếu nên duyên thì là thắm tình đôi lứa, vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn. Tài vận của hai người khi ở bên nhau của cặp vợ khảm chồng tốn cũng vô cùng tốt. Tài lộc phát vượng huy hoàng, chẳng lo cảnh cơm ăn gáo mặc.
chẳng lo cảnh cơm áo gạo tiền, cha mẹ nhiều phúc lộc nên con cái cũng nhờ thế mà được hưởng phúc lây, sung sướng từ ngày còn tấm bé lớn lên trong nhung lụa. Chồng Công Tốn 1924 Sắp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Ngọ Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và 2014 Giáp Ngọ. Vợ Công Khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Sát Thân và 2013 Quý Tỵ. 5. Chồng Công Trấn, vợ Công Ly thuộc sinh khí. Khi xem tuổi vợ chồng mà người nam thuộc Công Trấn, người nữ thuộc Công Ly thì nhiều điềm báo tốt lành, tin vui tới tấp. Cuộc hôn nhân được bền vững lâu dài bởi hai vợ chồng chung thủy và chân thành đối xử với nhau. Mệnh phú quý nên con cái sinh ra cũng được hưởng thêm phần phúc lộc. Hai vợ chồng được nhờ con cái, con lớn lên có phúc hồng, có quyền uy hơn người, danh tiếng lẫy lừng. Chồng Công Trấn 1925 Ất Sửu, 1934 Sắp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. Vợ Công Ly 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi và 2012 Nhâm Thìn. 6. Chồng Công Ly, vợ Công Trấn thuộc sinh khí. Nếu cặp đôi lấy nhau mà người nữ Công Trấn, người nam Công Ly thì hai vợ chồng tâm đầu ý hợp, hai người đồng thuận dễ làm nên chuyện lớn. Nói chung số kiếp hai vợ chồng nam Ly, nữ Trấn khá tốt, cuộc đời nhàn hạ phong lưu, đặc biệt tới tuổi trung niên thì vận trình đại phát, dễ dàng giành được thành công, hậu vận đủ đầy, phúc khí dồi dào. Chồng Công Ly 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Sát Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu và 2018 Mậu Tuất. Vợ Công Trấn 1925 Ất Sửu, 1934 Sát Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. 7. Chồng Công Khảm, vợ Công Tốn thuộc sinh khí. Hai vợ chồng mà nam giới Công Khảm, nữ giới Công Tốn thì cuộc sống gia đình hòa thuận, con cái thảo hiền. Vận số hai vợ chồng tương trợ cho nhau, mang thọ duyên bền, tình cảm ngày càng bền chặt. Tuy tiền bạc không có nhiều nhưng cũng không đến mức túng thiếu, hai vợ chồng đồng sức, đồng lòng, chung lưng đấu cật để gây dựng tổ ấm gia đình. Chồng Công Khảm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Sát Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Vợ Công Tốn 1935 Ất Hợi, 1944 Sát Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân và 1926 Bính Dần. 8. Chồng Công Khôn, vợ Công Cấn thuộc sinh khí. Trong số các cặp vợ chồng thì vợ Công Cấn, chồng Công Khôn sẽ giúp cho cuộc sống gia đình hòa thuận, kinh tế vững vàng và có chiều hướng tăng tiến tốt đẹp. Dù là theo nghiệp làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì hai vợ chồng cũng đều giúp sức, nâng đỡ cho nhau, tiền bạc dư giả, cuộc sống thoải mái, an khang thịnh vượng. Chồng Công Khôn 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Sát Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Sát Thân,
2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung Cấn, 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Sát Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Sát Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý và 1981 Tân Dậu. Nếu hai người muốn tiến tới hôn nhân mà được cung sinh khí sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho gia đình. Cụ thể là cuộc hôn nhân bền vững, sức khỏe dồi dào, con cái ngoan hiền, công danh sự nghiệp phát đạt. Vì vậy, nếu hai vợ chồng rơi vào cung sinh khí trong hôn nhân thì là điều rất tốt đẹp. Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi có tránh cũng không được. Nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên. Trong phong thủy, để tăng phúc trợ duyên, tăng cường may mắn cho những cặp đôi sinh khí, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình Bát Bảo trên bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, tăng phúc trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, giúp cho cuộc sống được an bình, trăm năm hạnh phúc. Trên đây là những chia sẻ của kênh Phong Thủy Gia Cát về những cặp đôi sinh khí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.